trời buồn thì đổ cơn mưa. Ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều, ngủ xong vậy ăn cua liền, không ăn lại để bị nguội mất tiêu. Ngon quá à. Hello, xin chào cả nhà đang theo dõi kênh Bật Sài Gòn và Du Lịch. Lời đầu tiên mình xin chân thành gửi lời cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình nhé. Hôm nay mình có dẫn Như Ý đi mua cua 100.000 ba con này cả nhà. Bây giờ mình vô quán này cả nhà. Hello mọi người, hôm nay con tới tiệm ông cua để mua cua nha mọi người ơi. Con cua Như Ý mua rồi cả nhà. Đó, hôm nay mình xin quay Như Ý review cua 100.000 ba cho con. Cho con thêm con. Quán này cả nhà. À, cho thêm ăn. Con nữa đó. Con ăn ớt không? Dạ không, con không ăn ớt. Con ăn gì bà cô xào cho? Con ăn. Bán trong hơn rồi. Đó bây giờ mình quay ba con cua đang xào cho Như Ý để tí về ăn gì đi cho nhà cả nhà cùng xem nhé. Hello mọi người, còn quá trình con lấy cua về rồi đây, bây giờ con sẽ khuôn hộp ăn. Ở đây có hai loại nước sốt, một là một là nước sốt hải sản, nước sốt chấm hải sản, hai là muối tiêu chanh. Mọi người không biết con nên ăn, chắc con sẽ ăn hai loại luôn. Rất ngon này cả nhà. Đó. Con chấm điểm nước sốt nào ngon thì con sẽ ăn luôn nha. Và bây giờ đây đèn món ăn chính của chúng ta đây. Wow. Đó, nhìn rất hấp dẫn này cả nhà. Đó. Rất là thơm luôn á mọi người. Dạ con cũng được. Từ từ. Này Như Ý cũng xin giới thiệu cả nhà món cua 100.000 ba con cả nhà. Đó, cái quán này nọ mình có quay cho cả nhà xem rồi đó. Rất ngon cả nhà. Để với cô chủ cô tặng thêm một con cho Như Ý này, cô thấy bé dễ thương quá. Ta-da. Mọi người thì con cũng đã biết qua cái quán cua này rồi. Hôm bữa thì ba hồi với con đã dẫn con đi ăn một lần rồi. Rất là ngon luôn. Và cái lần đó con cũng ăn cái con cua này nè, đó chính là cua rang me. Nhưng mà lần đó là lần con chỉ mua có ba con thôi, cũng giống chú thôi. Ông ơi. Wow. Trời ơi, nhìn con dắt muối tiêu chanh nè mọi người, chảy nước miếng luôn. Rất ngon cả nhà. Thì con cũng biết sơ qua rồi. Wow. Đó, con ăn lên cho mọi người xem đây. Bây giờ con không biết ăn phần nào trước luôn. Ăn phần thịt. Nhưng mà cái này, nước này có nước này cũng có mũ. Đấy. Con ăn cái phần thịt trước đi, cái đấy tí ăn sau được. Ừ. Rồi, phải lấy muỗng rồi. Sau đó ăn thử phần gạch. Bây giờ chấm nước sốt gì bây giờ? Chú. Chấm nước sốt này cho anh này. Con ăn cái nào thích anh chấm cái nào con ăn á. Ừ. Chấm cái hướng bên đây còn hơi chấm bên kia. Ngon quá mọi người. Nước sốt này nè chua chua. Đâu con dơ cái miếng cua của con xem nào cho mọi người xem này. Đó cua rất lạc rồi cả nhà. Dù nó béo, dù nó rất béo luôn. Béo còn ngọt nữa. Cái này á là me nhưng mà nó không có vị chua. Cái bát đầy miếng trộn chút sợ nó nổ nha. Ngon nha mọi người. Mọi nhìn nhìn thịt của nó nè, trắng trẻo quá trời luôn. Đâu, đợi con xem quay sát lại cho đó, nhìn rất ngon này cả nhà. Wow, để con lột ra cho mọi người xem. Wow. Thịt của nó nè mọi người, nó chắc không? Đúng rồi. Bây giờ ngon. Con sẽ ăn ăn thử chấm ạ. Ngon quá. Ngày mai chú có đi theo con không? Ngày mai để xem là chú có bận không, chú sẽ đi theo con nhé. Ngày mai là đi rồi đó chú, ngày mai xuất phát rồi đó chú. 6 giờ rưỡi chú có mặt. Ok. Chú nói trước với mẹ con chưa? Là con đi đâu nhỉ? Ví dụ mai con đi về quê hả? Với lại có nhiều người đi nữa. Ngon quá. Để ăn xong. Từ từ. Đâu có quên đâu. Bây giờ con sẽ ăn gạch của nó. Rồi con ăn đi cho mọi người xem. Tí nữa còn kêu con sẽ đem về nhà cho mẹ con ăn. Ăn cua mà dính răng, dính
sông có cua. Quán cua trăm ngàn ba con này là ở hẻm 1005 Trần Hữu Toàn đấy cả nhà. Hôm bữa mình có quay nhà con luôn, gần nhà Như Ý luôn đấy cả nhà. Trời ơi, rất là gần quán cho nên mỗi lần ai thịt cua thì có thể chạy ra quán. Cái gì? Ông cua nha mọi người. Wow. Cái gạch của nó rất là béo luôn. Béo. Trời ơi, chú Giáng Tiên ở đây nè, chú Giáng Tiên. Nè mọi người, những cái gạch của nó nè. Mấy cái nước sốt của nó rất là ngon. Hình như nước sốt này ấy, nó có vị mật ong luôn á. Ngon lắm nha mọi người. Ôi dạ, nhức quá. Chú ơi, hả? Nhức quá. Ừ, nhức à? Ừ. Ăn cua nhức luôn đó. Nhức cái đó là nhức ngon, nhức nách luôn. À, ngon nhức nách luôn. Con hay quá, cái này ăn tiền này con. Trời ơi, bữa giờ trời mưa, đâu có cho con ăn đâu. Hôm nay con phải kêu chú YouTube dẫn con đi ăn quán cua này. Thèm quá bữa giờ luôn á mọi người, chưa được ăn. Chú YouTube kêu cho ăn ở trong đây ngoài à. Con có kênh YouTube của con luôn á mọi người. Mọi người ơi, ghé đây á. Một là ủng hộ quán của con thì con rất là cảm ơn. Nhưng mà hai là mọi người nhớ ủng hộ quán cua ông cua nha mọi người. Wow, ngon quá mọi người. Chấm nướng. Con rất là thích ăn cái này. Ủa càng không đâu. Hả? Càng đâu? Đâu cua này trăm con đâu có càng đâu con. Trăm ngàn ba con không càng mà. Trời ơi. Con thích ăn càng. Thế nuôi không nói, kêu nuôi cô khuyến mãi cho càng. Nuôi cô cho hẳn một con đấy. Ừ. Tại cua này là con review, đang review là cua trăm ngàn ba con là không có càng các con. Mọi người ơi, mọi người đừng có tưởng là một con cua sẽ có càng. Không, rất là hấp dẫn, không có càng. Nhưng thôi, nó bù đắp lại cho mình là nước sốt ngon, cua rất là ngon. Cua nó bự mà thịt nó chắc lắm nha mọi người. Bởi vậy mọi người nghĩ con đâu có nói dối đâu. Bây giờ con sẽ tặng cho mọi người một bài thơ nha, được không chú? Ừ, con đầu đi. Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều, ngủ xong vậy ăn cua liền, không ăn lại để bị nguội mất tiêu. Ngon quá à. Mọi người nhìn thấy không, con đi 10 giờ tối đó, nhìn nó ngoài kìa. Bây giờ đây là đã dọn hết rồi cả nhà. Còn mình Như Ý là đang quay ngồi ăn review mấy con cua cả nhà. Bởi vậy người ta nói con mập hoài à, có phải là con muốn mập đâu. Tại mấy chú YouTube làm con mập đó. Kệ con ăn cho mập đi, mai mốt con giảm cân sau cũng được mà. Bây giờ con còn nhỏ. Con nhỏ mà đâu có sao đâu. Con nhỏ con đáng yêu vậy mà mọi người cứ chê con hoài. Cái lớn thì hoài cấm dẫn con. Nó nóng hổi luôn á chú ơi. Mà ngon. Tại nuôi mới xào đó, mới xào cho con. Nè. Cái con hồi nãy là chú có đủ. Nè chú. Đâu, đây cả nhà. Wow. Tự nghiệp chú YouTube quá. Ngồi nhìn ngoài chú được ăn. Không ngon lắm á chú. Nè. Béo quá mọi người ơi. Con không hiểu mà mỗi lần mà ăn cua là con thích ăn gạch cua ta. Mà béo lắm. Mọi người á, đừng có quên là ăn xong mấy cái thịt đó, đừng có bỏ qua cái gạch. Phần gạch cũng rất là ngon trong phần cua nha mọi người. Đó là tiết của con cua cho nên mọi người cứ ăn đi, bổ lắm, béo lắm. Ngon quá à mọi người. À, Giáng Tiên đi vắng rồi. Tại bây giờ Giáng Tiên không có thể review cho mọi người được. Cho nên bây giờ Giáng Tiên sẽ hẹn mọi người vào video mới đây của con. Không biết có ai like chưa ta? Chú? Ừ? Video bữa có ai like chưa? À video bữa có mấy người, cũng nhiều người theo dõi con mà. Ủa gạch nữa này chú ơi. Ừ, ngon này. Ừ, chú ơi, nè chú, ừ. Tại sao chú lại dịnh cái ghế, chú nhào vào hộp cua của con hả chú, con ăn đi.
đâu. Ủa nước sốt này ngon quá chú ơi. Nước sốt này ngon quá. Ủa chú quầy à? Hả? Chú quầy à? Chú đang quầy đúng không? Ừ. Nước sốt này ngon quá mọi người ơi. Quà làm cái nước sốt này à, có hộp vịt lộn chen vô ăn cũng vẫn được nha mọi người. Này rau răm. Đây chấm mấy chiếc sốt. Đã mới vậy. Đã nó mới xong. Cô xin mấy cái số của mấy bà đó. Ngon quá mọi người. Con bảo bây giờ xin chào mọi người, sau đây con xin kết thúc video ăn cua. Đó, con hẹn mọi người video tiếp. Bye bye mọi người nha. Bây giờ con xin kết thúc cái video ăn cua này. Mọi người ơi, hãy nhớ like cho kênh Ăn Vặt Sài Gòn và Du Lịch nha mọi người. Sau đây mình cũng sẽ xin kết thúc video bé Như Ý ngồi review ăn cua cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình. Mình rất vui khi được cùng cả nhà đón xem những video tiếp theo của mình nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.